một cái này là cái thứ mà một người nè, cha lọt cho bữa nay cho nấu chè cho con ăn. Chè hạt sen. Chè chắc là đảm bảo ngon đấy chứ. Sao không ngon tự chè sen rồi khỏi chê luôn á. Chắc chứ. Chắc. Chè hạt sen mà mày chê. Chè hạt sen chắc còn ăn nóng khủng mỏ. Chè sen nấu với đậu xanh ha. Chứ đường phèn ha. Chắc là làm được không á. Ờ, tôi nấu hoài không luôn. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kim Ca. Ngày mới chúc cả nhà luôn vui luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay là tiếp tục câu chuyện mùa Covid ở nhà mọi người ơi. Ở nhà thì có gì làm đấy. Hôm nay được nhỏ em làm chung cho một gỗ sen chà bá luôn, gỗ sen gương á, sen nâu á, và mình tự bóc vỏ ra này mọi người, và tự bóc vỏ ra nấu chè cho mấy bạn nhỏ ăn. Đó, đây là mình không có làm trắng được như người ta nha, người ta làm cái này ra trắng phít luôn á, còn mình làm là nó ngà ngà. Nấu chè với đậu xanh đường phèn ăn cho giải nhiệt cho mùa hè nóng nực này luôn. Mời mọi người cùng nấu chè và chút xíu thưởng thức với mình nha. Trước tiên thì cả nhà sẽ cho hạt sen vào trong nước đây. Này mình nấu nước dừa nha. Này dừa nạo thì mình mua cũng không có được đâu cả nhà, mùa này không ai bán dừa nạo luôn. Hạt sen thì nó lâu chín hơn nên mình cho vô trước khoảng 15 phút nha mọi người, sau đó mình hãy cho đậu xanh vô. Này nếu mà ngày mùa bình thường á thì mọi người có thể mình nấu bằng nước dảo, nước dừa. Đối với chè miền Tây thì người ta thích ăn nước dừa, còn đối với chè hạt sen này thì mình nấu với đậu thôi, nước cốt dừa thì để riêng với đường phèn ăn cho nó mát. Còn ai thích mà ăn nước cốt dừa thì mình để riêng, để vô khi nào múc ra ăn thì để chung vô. Đó, ăn sen của mình đây chút xíu. Mình đi xem tivi khoảng 15 phút là có ăn liền. Dễ làm lắm mọi người. Này cũng là món chè đặc sản của miền Tây mình luôn á. Rồi 30 phút đã trôi qua mà mình nhận thấy là hạt sen của mình cũng mềm và đậu cũng nở mềm rồi nè mọi người. Mình lúc này mình sẽ cho đường phèn vô là mình sẽ có một chén chè thật ngon mình ăn trong mùa hè nóng nực này. Hạt sen thì có tác dụng nó an thần dễ ngủ á mọi người. Rất là dễ luôn, rất là tốt cho sức khỏe nha. Rồi tráng cho nó sạch đường luôn. Ok đó mọi người. Đây. Hấp dẫn chưa nè. Đợi cho nó đường nó tan chút xíu là mình tắt lửa đó, là mình múc ra mà mọi người cùng ăn nha. Đây mùa Covid này có sao nấu vậy. Đáng lẽ mình nấu với nhiều thứ khác, nhưng mà chỉ có đậu xanh, hạt sen, đường phèn thì mình nấu ba thứ này lại với nhau thôi. Để hết cái bọt này cho nó trong nước nha. Đây chè hạt sen mình đã nấu xong rồi nè mọi người, nhìn hấp dẫn không? Hạt sen nó nở bung ra, nhìn hạt sen rất là thấy thèm luôn nha. Đây đậu nó cũng bung ra luôn, đậu xanh đó. Rất là tuyệt vời luôn nè, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Bây giờ mình sẽ múc ra chén và mời mọi người cùng ăn với mình nha. Cho mấy bạn nhỏ nhà mình ăn luôn. Tuyệt vời quá, thơm phức luôn á. Chè sen mình cũng đã nấu xong rồi, múc ra chén nè mọi người, mà mọi người ăn với mình nha. Mình lấy hột sen nè, rất là mềm và thơm luôn á nha mọi người, hấp dẫn lắm luôn. Mời mọi người cùng ăn nha. Còn ai ăn béo á thì nữa mình vắt nước cốt dừa mình để riêng, mình để vô nha. Còn này mình ăn cho mát thôi, chứ chủ yếu là mình nấu với đường phèn cho mát thanh nhiệt. Ghê
rau xanh nữa, quá tuyệt vời luôn mọi người. Hộp sen nó mềm mà nó bùi bùi, nó thơm, rất là tuyệt vời luôn á. Mùa Covid này ăn chè sen là Covid chạy mất tiêu luôn á. Quá ngon mọi người ạ. Mời mọi người ăn tiếp nha. Chè sen quá ngon. Mọi người xem clip mình nấu chè sen xong nhớ xem clip tiếp mình làm món ăn khác từ sen nữa nghe. Tại mà các em làm chung á nó cho một bọc sen chà bá gì nè, nên sẽ tiếp tục làm món nữa mới hết, chứ làm một món này không hết. Do mùa dịch á mình không có thể nào mình làm được những món ăn khác chế biến từ sen. Hứa hẹn với mọi người qua dịch này mình có dịp mình sẽ làm thêm một số món ăn, chẳng hạn mình sẽ làm sữa hoặc là sinh tố sen cho mọi người uống á, rất là ngon luôn á. Quá ngon mọi người ạ. Hạt sen nó bùi mà nó thơm, rất là thơm luôn á. Quá thơm luôn. Ngọt dịu dịu, thanh mát của đường phèn á. Quá tuyệt vời. Mời mọi người ăn tiếp với mình nha. Một phút 30 giây cũng gần hết một chén rồi, tiếp tục chén thứ hai. Mà ăn chén thứ hai quay lên nữa chắc mắc cặp. Thôi mình tạm thời mình xin kết thúc video ở đây đi nha mọi người. Chúc mọi cả nhà luôn vui luôn khỏe nha. Nhớ xem video thật là vui vẻ trong mùa Covid này. Và đặc biệt là giữ gìn sức khỏe thật tốt và cùng chung tay đẩy lùi Covid nha mọi người. Bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo.